yêu cầu rất nhiều khách hàng. Thì là họ cũng đã xem rất nhiều video giới thiệu của chúng tôi về các cái sự mà trực tiếp tại hiện trường. Thì tuy nhiên khách hàng thì lại bảo là do những cái video đấy quá dài, cho nên họ không thể tổng hợp được, hoặc là họ cũng không thời gian để xem những cái video đấy dài như thế. Cho nên hôm nay họ yêu cầu là tôi tổng hợp lại các cái cách sử dụng phân trùng quế. Chưa nói đến là cái cách sản xuất phân trùng quế, thì tới đây chúng tôi sẽ sản xuất cái video đấy, nhưng mà hôm nay sẽ nói tóm lược về tổng hợp lại và tóm lược lại các cái sử dụng phân trùng quế. Thì trước hết là cái phân trùng quế thì nó cũng rất là nhiều cách sử dụng, đúng không ạ? Ứng dụng trong rất là nhiều công việc khác nhau, ví dụ thậm chí làm thức ăn cho gà. Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ nói đến cách bón phân trùng quế đối với một số loại cây, và tôi sẽ nói đến bốn cái công dụng đầu tiên, bốn cái ứng dụng đầu tiên của phân trùng quế. Cái thứ nhất là phân trùng quế thì sử dụng, chúng ta thường sử dụng để bón cho hoa lan. Thì cách sử dụng thì rất đơn giản thôi, tức là chúng ta ngâm cái phân trùng quế đó trong phân trùng quế nguyên chất của chúng tôi đấy, cái loại 2 cân đấy, hoặc loại 3 cân, cái 3 cân ở trong nước, nước là nước máy thôi, nhưng mà nước máy phải để hạt clo nhé các bạn nhé, và hoặc là nước giếng, đúng không? Trong vòng 24 giờ, sau đó chúng ta lấy cái nước đó, chúng ta phun, và chúng ta cho vào cái bình phun ấy, phun mù, không? Các bạn thường cái bình áp lực các bạn bơm bơm này màu vàng đấy, bạn phun lên, hoặc là những cái bình mà ngày xưa mà các cụ hay là hiện tại người ta dùng để có cái tay mà bơm áp lực ấy. Thì sau đó thì cái phun nước phun ra nó phải có cái dạng mù, thì chúng ta phun vào cái lá và cái gốc của cái cây hoa phong lan, bất kỳ cái hoa phong lan nào đều tạo ra cái tốc độ tăng trưởng cao hơn, và cây phong lan nó mập hơn và khả năng ra hoa là liên tục và tốt hơn. Đấy là cái đối với cây hoa phong lan. Thế còn đối với cây hoa hồng, để ta bón cho cây hoa hồng chẳng hạn, hoặc là các cây ăn quả, thì chúng ta bón một cái lớp dày khoảng 2 cm lên trên bề mặt của đất, gọi cái bầu đất ấy, và trồng cây hoa hồng, hoặc là các cây ăn quả. Đối với những cây ăn quả lớn thì để tránh rửa trôi, thì chúng ta sẽ nên khoét một cái rãnh sâu khoảng 3-5 cm xung quanh gốc cây, và cách gốc cây chính là tầm 5-10 cm, thậm chí là 20 cm, để sau đó để phân trùng quế vào đó. Và hoặc là chúng ta có thể lấp đất lên hoặc là không, để nước mưa khi mà nó vào đó nó tránh rửa trôi, nhưng mà cái rễ cây vẫn được ăn được phân trùng quế. Cái thứ ba, đó là cái thứ tư. Cái thứ tư là cái cuối cùng hôm nay chúng tôi muốn, một trong bốn công đầu tiên, nhưng mà cái đây hôm nay là cái cuối cùng, đó là chúng ta sử dụng 100% phân trùng quế để thay cho đất, thay cho đất để trồng rau. Đấy, trồng rau này nhiều người thì bảo là có nên trộn không, thì theo tôi là không nên trộn, bởi vì rất đơn giản thế này thôi. Ví dụ như chúng ta cái cây rau chẳng hạn là một người ăn cơm, đúng không? Thì ví dụ các bạn thường là ăn cơm, ví dụ như bạn lấy cháo mà trộn với lại cái ví dụ cháo nhé, mà trộn với lại các bạn là một người ăn cơm, ăn cháo ấy, thì ăn cháo thì bạn lấy cháo bạn trộn với cái hạt ngô chẳng hạn, hạt ngô mà cứng như vậy, thì bạn ăn thì cảm thấy nó lạo xạo trong mồm, đúng không? Đấy, ví dụ bạn ăn quen cháo rồi thì thôi, tốt nhất là nên cháo riêng hoặc là cơm riêng, hoặc là ngô riêng, nó quen đi. Nhưng mà nếu mà ăn mà trộn lại thì nó nhầm lạo xạo trong mồm, cũng thế thôi, cây cũng thế thôi. Nó đang quen phân trùng quế rất là tơi, đúng không, mà hấp thụ hoàn toàn thì nó lại gặp phải một cái cục đất mà nó cứng, thì nó cây nó phát triển không đồng đều, không? Bởi vì nếu chúng ta trộn thì chắc chắn là cây nọ cây kia nó không đồng đều, cái tỷ lệ, cái mật độ nó không đồng đều, thì có cây cao có cây thấp, do là nó hút phải mật độ như thế, hoặc loại khác nhau như thế, nó dễ nó chạm vào những thứ khác nhau như thế. Đấy là thay phân trùng quế 100% thì tốt nhất là như thế. Cái tại sao mà chúng ta phải dùng phân trùng quế 100% để trồng rau? Vì rau là cái thứ chúng ta ăn trực tiếp vào mồm, chúng ta ăn cái thân của nó, ăn lá của nó. Thế cho nên là nhất định là các bạn phải kiểm soát được cái chất lượng phân trùng quế, cái chất lượng dinh dưỡng mà đưa vào. Thì cái phân trùng quế của chúng tôi đã đi xét nghiệm rồi, đúng không? Xét nghiệm là không có E. coli, không có Salmonella, không có coliform, đúng không? Và hoàn toàn tự nhiên. Đấy, chúng tôi xét nghiệm số tháng của Việt, đúng không? Và các bạn không tin thì các bạn có thể đem ra xét nghiệm, hoặc là gọi chuyên gia đến trực tiếp cơ sở của tôi để xét nghiệm xem thế nào. Ở số đăng công việc thì mọi người đều có thể là thuê dịch vụ bên đấy để họ đến xét nghiệm, đúng không? Chứ không có chuyện là bây giờ lại đem phân của chúng tôi ra, xong có số đối thủ chẳng hạn đem phân của chúng tôi ra khỏi
vị trí của chúng tôi, sau đó lại thay một cái phân khác vào và đem cái mẫu đấy đến xét nghiệm, phải chơi đều chúng tôi cũng không, không được, nhưng uy tín của chúng tôi rất mạnh, rất là lớn. Thế cho nên nên dùng hơn chuẩn Huế để thay đất 100%, đấy là cái lời khuyên của chúng tôi. Thế còn đấy là cách sử dụng phần chuẩn Huế. Thì lát nữa các bạn sẽ xem cái video và cách mà chúng ta sử dụng phần chuẩn Huế để bón cho rau, để trồng rau một cách chi tiết nhất. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.